Xin chào cả nhà, hôm nay em Nhung lại tiếp tục quay một video cho cả nhà tại đường mặt đường 310 ở huyện ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là ngã tư để chúng ta đi đến lô đất nhé. Lô đất của chúng ta cách ngã tư này chỉ có 200m thôi, kinh doanh rất là sầm uất và với diện tích là 150m², mặt tiền 5m, cách Vĩnh Yên chỉ 5 phút đi xe là chúng ta đã đến thành phố Vĩnh Yên rồi. Và đây chúng ta xem video, đây là lô đất nha. Đây chúng ta sẽ bắt đầu đi từ lô đất này. Lô đất của chúng ta bên tay phải này. Màn hình đây cả nhà nha. Đây chỗ lưới điện này, diện tích là 150m², kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Khu này, đất này thì hai đầu đường. Tầng trước đất là mặt đường 310 để kết nối giữa khu công nghiệp Bình Xuyên và khu công nghiệp Tam Dương. Và hiện tại như hôm qua video em đã nói là đường 310 này thì đang mở rộng thêm một chiều đường ở phía bên kia và đã làm được một nửa rồi, đoạn đường đã hoàn thành. Đang làm thì cách lô đất của chúng ta 500m thôi. Hôm qua video em cũng đã quay cho cả nhà xem rồi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ lô đất để đi xuống Vĩnh Yên nha cả nhà nhé. Xung quanh đường kinh doanh rất là sầm uất luôn. Cách ngã tư đèn xanh đèn đỏ chỉ có 100-200m là cùng thôi. Và đây là đèn xanh đèn đỏ này. Bên kia đường kinh doanh rất là sầm uất luôn, vì ở đó có trường cấp 2 cấp 1 Đồng Xuân Kim Long. Đây là đường chúng ta sẽ rẽ về thành phố Vĩnh Yên nhé cả nhà. Hai bên đường kinh doanh rất là đẹp. Và ô đất này thì rất phù hợp cho đầu tư lâu dài với giá 2 tỷ 2. 2 tỷ 2 chúng ta sẽ có một lô đất mặt tiền 5m, 150m² và đằng trước đất là mặt đường 310 và đằng sau đất hai đầu đường luôn. Đằng sau đất là đất đấu giá của khu X32 và khu đấu giá X32 này thì giá cũng đang dao động khoảng 1 tỷ 3 một ô. Nhưng chúng ta có thể tách được làm hai ô, mặt đường 310 và mặt dưới. Lô đất của chúng ta thì rất phù hợp cho đầu tư lâu dài, tại vì là khi mà đường mở rộng thêm một chiều đường nữa thì rất là đẹp luôn. Và cộng với khu công nghiệp Tam Dương cũng đã khởi công bắt đầu xây dựng rồi, vì vậy mà chúng ta càng để thì càng có lãi. Đây chúng ta sẽ bắt đầu đi từ lô đất đi ra Vĩnh Yên và trước mặt là khu đấu giá, đất đấu giá Đồng Xuân Kim Long và kết nối ra đường quốc lộ 2B đi Tây Thiên Tam Đảo. Đây chúng ta nhìn biển màu xanh ở trên này, xanh bên kia đường chính là đường đi ra cao tốc nội bài Lào Cai để đi về Hà Nội. Đây cả nhà thấy không, đi thẳng là chúng ta sẽ đi lên đường cao tốc nội bài Lào Cai để đi ra, xuống Hà Nội và đi lên Yên Bái Lào Cai. Đây là đường quốc lộ 2B nhé cả nhà nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi về phía Vĩnh Yên. Từ đây về Vĩnh Yên chỉ 500m nữa thôi, 500-600m là chúng ta đã đến thành phố Vĩnh Yên rồi. Đây là đường lên cao tốc nội bài Lào Cai. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày nha. Và đây mọi người nhìn thấy là đường cao tốc nội bài Lào Cai ngay ở trên phía trên thôi. Đi về Vĩnh Yên cũng rất là gần luôn. Xin chào cả nhà.